Dạ em chào anh Quốc ha. Dạ em chào tất cả bà con của kênh LTK. Thì hôm nay em cũng có về lưu cây để giao lưu cùng bà con nha bà con, như là giấy Ấn Độ, giấy Thái 5 màu và cẩm thạch 5 màu, Nguyệt Quế và Đại Phúc, giấy Đại Phúc nha bà con, với là giấy đỏ lửa. Nói chung là mình cũng đa dạng cây ha bà con ha, với số trang và là Thái. Rồi bắt đầu mình giao lưu cây số 1. Trước khi giao lưu thì em giới thiệu ha, em là Tinh Luân ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Số điện thoại em là 0907214139 nha bà con. Đó cũng là số Zalo của mình luôn ha. Bắt đầu mình giao lưu cây đầu tiên ha bà con ha. Đó, đầu tiên là cây Ấn Độ nha bà con. Cây này là gốc Mỹ ghép Ấn Độ, này là ghép đủ tay luôn nha bà con, đủ tàn hết ha. Đang lên bông Ấn Độ, đặc biệt có một cái đó, cái màu nó rất là đẹp. Tại vì khi mới nở lên nó màu đỏ vậy ha bà con, màu hồng. Nhưng mà khi mà nó nở lớn lên nữa là cái màu nó hơi ra màu, nó đổi màu, ra hai ba màu luôn nha bà con. Ra màu trắng và màu hơi, hơi trắng lợt xíu nữa ha. Rồi cái này theo số của nó, chiều cao của nó là 1,5 m, ngang là 1,1 m. Ê, ngang 1 m nha bà con ha. Gốc là 27. Cái này em vô lưu là 1,8 triệu, giấy Ấn Độ nha bà con. Rất là dễ bông ha. À, đây là những cái mặt bông này là khi bắt đầu nó mới bắt đầu nở lên nha bà con ha. Đây, khi mà nó nở lớn nữa là cái cánh bo qua này nó lớn hơn và nó có đổi màu nha bà con ha. Đổ ra màu trắng nha. À, giống như trên kia đó, nó lên màu hơi trắng trắng ha. À, đặc biệt cây này củ đế rất là đẹp nha bà con, cũng đủ tay. Mặc dù là nó tàn chưa có dày nhưng mà nó cũng đủ nhánh, là đủ chi nha bà con, tàn từ từ nó lên ha. Rồi cái số 1 của mình là 1,8 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Gốc Mỹ rất là đẹp nha bà con, gốc lớn ha. Rồi mình xuống cây ha. Rồi cây số 2, số 2 cũng là Ấn Độ nhưng mà gốc này là gốc màu nha bà con. À, gốc màu ha. Cây này chiều cao của nó là 1,4 m, ngang là 70 m, gốc của nó là 24. Cái này em vô lưu lấy giá là 1,3 triệu, 1,3 triệu là bao gồm phí ship luôn ha. Em để nguyên chậu ha, đặc biệt giấy là để nguyên chậu bà con ha. Giấy Ấn Độ rất là dễ bông ha bà con ha. Đó, cái mặt bông mà khi nó nở lên thì nhìn rất là đẹp nha bà con. Cái này nó mới búp thôi nha, bắt đầu chưa có nở lắm ha. Cây kiển thì quan trọng là mình được chọn được cái bộ đế, cái thân và chi. Còn cái vấn đề cái tàn với cái lá thì nó từ từ mình nó sẽ đều lại, nhưng quan trọng là khi mình giao tới nơi bà con thì nó cũng sẽ rụng à. Nhưng quan trọng mình chọn được cái thân cây nha bà con ha, chứ cái dáng. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 3 ha. Tới cây số 3 là cây giấy thái 5 màu. Đây, cây này là bông nó chưa có nở nha bà con, nhưng mà mình lên bông là mình phát hiện được, mình kiểm tra được là đủ 5 màu ha. Vấn đề không phải là cái nền nở bông gộ thì nhìn nó đẹp, nó hoành tráng hơn thôi. Nhưng mà khi mình giao tới nơi thì chắc lẽ là đường xa, do mình không tới nước thường thì nó cũng rụng. Nhưng mà giờ mình quan trọng là mình chọn được cái dáng cây nha con, củ đế đẹp, tay chi nhánh dày là ok ha. Cây này là chiều cao của nó là 1,1 m nha bà con, ngang 1 m, gốc này là 20 ha. Cái này giá là 1,2 triệu. Lô này thì cũng giống như lô mà khi em cũng giao lưu với bà con ha. Lúc đầu mình tính để là cũng để cho nó gộ bông, nhưng mà khi mà giao tới mình thì bông nó gộ thì nó cũng sẽ rụng bớt à. Quan trọng là tàn dày nha bà con ha. Củ đế đẹp, gốc Mỹ ha bà con ha. Cây số 3 giá 1,2 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Rồi tới cây số 4 ha bà con ha. Đây cây số 4. Bữa nay làm giao lưu là cây này là 5 cây nha bà con, tàn giống nhau. Đó, tàn cây này là rất là dày nha bà con, tại vì mình mới cắt cơi lại cho nên là nó hơi lùn thôi, chứ cây này là nó rất là cao. Đó, nhưng mà quan trọng là tàn nó dày. Củ đế đẹp ha. Cái này chiều cao là 90, ngang 85 ha bà con ha, gốc cái này là 18, cái này có giá là 1,2 triệu luôn. Bao gồm phải ship, cái này tàn tròn nha bà con, rất là đẹp. Tay chi đều nha. Bộ rễ đẹp luôn, gốc lớn. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 5 nha bà con. Rồi cây số 5 này cũng đồng giá là 1,2 triệu. Cái này chiều cao của nó là 1 m, ngang 95 ha, gốc này là 19 nha bà con ha. À, cái này gì bà con cứ mạnh tay cắt hết cái này. Cắt hết cái này, chờ cho dưới nó lên thì cái này nó sẽ bung ra cái nữa, tàn rất là dày nha bà con. À, rồi cây này là 1,2 triệu là bao gồm phí ship ha bà con ha, cây số 5. Trong là lô này là 5 cây cũng giống giống nhau nha bà con nha. Gốc Mỹ rất là đẹp. Rồi cây số 6 ha. Cây số 6 này chiều cao của nó là 95, ngang 90, gốc cái này cũng là 19 luôn nha bà con.
Đó, bộ ghế lớn không nha bà con, cũ đẹp ha, dáng đẹp, tàn tròn ha, bắt đầu đang búp bông nha bà con ha. Rồi cái này chiều cao 95 ngang 90 góc 19 ha, cái này cũng đồng giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu là bao gồm phí ship, cái này em để nguyên chậu luôn nha bà con nha. Cây rất là đẹp cây ha. Rồi xuống cây luôn ha. Tới cây số 7 nha bà con. Tới cây số 7 chiều cao 90 ngang 85 góc cái này là 21. Cái này có giá là 1,1 triệu. Cái này do nó hơi thiếu tàn bên đây nha bà con, cho nên là mình bán rẻ. Mặc dù là được, đây nó bị gì gần nó bị gãy cái này ha bà con ha, cho nên là thằng nó hơi thiếu. Nhưng mà cái này bù lại có cái là gốc rất là đẹp, gốc lớn nha bà con. Gốc của nó là tới 21. Dạng đủ 5 màu luôn nha. Đó, cái này thì chọn thời gian nữa, cái này bung lên thì nó sẽ lấp cái phước điểm này ha bà con, đang lên. Này lên đây thì nó sẽ lấp cái phước điểm này là tàn tròn lại ha. Rồi cái số 7, giá 1,1 triệu bao gồm phí ship ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi dây đại phúc là em có một cặp nha bà con ha, một cặp đại phúc và một cặp đỏ lửa lớn ha, và một lô giấy cẩm thạch 5 màu nha bà con, 5 màu 4 màu cũng có nữa, nhưng mà lô đó thì đặc biệt là 5 màu, nhưng mà có cái hiện giờ mình có số cây mà chưa phát hiện, mình phát hiện được 4 màu. Rồi cái cây giấy đại phúc nha bà con ha, cây số 8, cây này chiều cao 75 ngang 80 gốc cây này là 12, cây này có giá là 900 ngàn bao gồm phí ship. Cây này tàn rất là dày, cây này rất là sức sống rất là mạnh nha bà con. Đó, cái này bộ rễ rất là đẹp, gốc Mỹ luôn ha. Rồi em nhắc lại số điện thoại của mình nha, 0907214139 nha bà con, đó là số Zalo luôn ha. Rồi cái số 8 của mình là giá 900 ngàn bao gồm phí ship luôn ha, giấy đại phúc. Rồi số cây ha. Rồi tới cây giấy số 9 nha bà con, cũng là đại phúc, cây này là đang bắt đầu là đang lên bông đây. Cây này số 9, cây này chiều cao nó là 70 ngang 80 ha, gốc cây này 17, cây này có giá là 800 ngàn. À, cái này để cái đực bông này nó nở ra được lớn, cây này cũng rất là lớn nha bà con, rất là đẹp ha, gốc nó cũng rất là quái nha bà con. Rồi cây số 9 800 ngàn bao gồm phí ship luôn ha. Rồi em có một cây giấy Mỹ, giấy Mỹ Green ghép 4 màu. À, giấy Mỹ dạng kiểu như giống như bông chùm nha bà con. À, cây này cũng 4 màu ha, cây giấy Mỹ, giấy gốc Mỹ ghép Mỹ luôn mà Mỹ nhiều màu nha bà con. Cây này chiều cao cũng là 1 mét, ngang 75, gốc cái này 17, cái này có giá là 850 ngàn. Đó. À, đây là màu hồng, đây là màu vàng. À, ở đây là màu, đây nói chung là một màu, hai màu, ba màu và màu trắng là 4 màu ha. Nội này không được thấy 4 màu rồi đó nha. Đây. Đó, còn số màu nó khi mà nó nở gộ lên nữa thì mình rất là đẹp nha bà con. Mà đặc biệt cái này nó rất là dễ bông ha. Rồi cây số 10 850 ngàn bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây 11, 12 là hai cây đỏ lửa nha bà con. Đỏ lửa này rất là đẹp, gốc lớn nha bà con, tàn là tàn đều nha. Tàn đều tròn luôn ha. Cây số 11 cao 1m1, ngang 1m, gốc cây này là 18, cây này có giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu là bao gồm phí ship luôn ha. À, cây đỏ lửa nó khác với Thái cái, tức là bông nó lớn hơn, màu nó đậm hơn, màu nó ấn tượng hơn nha, hơn nha bà con, lá nó hơi lớn hơn xíu. À, bông khi mà nó nở nở gộ ra nhìn rất là đẹp nha bà con. Rồi cây số 11, cây đỏ lửa. Rồi màu bông đỏ lửa nó rất là mạnh nha bà con, nhìn nó rất là ấn tượng ha, rất là mạnh đậm, sức sống cái này rất là tốt nha bà con ha. Đó, những cái tàn, những cái nhánh như này bà con nếu mà có rễ bà con cũng yên tâm, đừng có tiếc nó, có thể là gì mình cũng cắt cũng được, cắt như vậy ha thì nó ra tròn tàn hơn ha. Rồi mình xuống cây luôn nha bà con ha. Rồi cây số 12 cũng là cây đỏ lửa luôn nha. Cây này đặc biệt có cái là tàn nó dày hơn. Đó, khi mình bấm cái đợt này cái nữa là tàn cây này rất là đẹp luôn nha bà con. Cây này gốc rất lớn, cây này tàn dày hơn ha, nhưng mà bông thì nó chưa nhiều lắm. Cây 12, cây này cao 1 mét luôn, ngang 95, gốc cây này là 24, cây này cũng giá là 1,2 triệu, đồng giá luôn ha. Cây 12 giá 1,2 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Gốc Mỹ rất là lớn nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi em tới lô cẩm thạch nha bà con, cẩm thạch 5 màu. Đó, cũng có một số cây là mình phát hiện được 4 màu. Nhưng mà nó còn lên nữa nha bà con, nhưng mà nhà vườn ta ghép 5 màu ha.
Rồi cây số 13 nha, cây số 13 cao là 75, ngang 60. À, gốc cây này là 12, cây này có giá là 590.000 bao gồm phí ship luôn nha bà con. Lô này là lô gồi là bán là cây nhỏ hơn lô này nha. Cây này lô lớn hơn, gốc đẹp hơn nha. 590.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cẩm thạch 5 màu nha bà con. Rồi xuống cây ha. Rồi tiếp theo là cây số 14, cao 80, ngang 60. Gốc cây này 13, cái bộ này là gốc nó 13, 12, 13 nha bà con, nhưng quan trọng được cái bộ rễ rất là đẹp. Cái này cũng đồng giá là 590.000, lô này đồng giá hết nha bà con ha. Bắt đầu em sẽ giới thiệu những cái màu, từng màu nha bà con ha. À, đây là màu tím nha. Còn đây là màu giống như màu là tím lục bình nha bà con ha. Đây là màu hồng ha. À, còn đây là màu trắng ha. Đây có cái màu trắng mới. À đây. Bắt đầu màu trắng lên, tại vì bây giờ nó lên chưa có gộ màu ha bà con ha. Còn nhánh bên đây chưa lên nữa nè. Ở đây là trước mắt nó lên được 4 màu đó nha bà con ha. 5 màu luôn rồi. Đây. Màu này nè, và màu này nữa là 2 nè. Ha. À, màu này màu này chung chung là cái này là 5 màu đó nha bà con ha. 5 màu đấy. Rồi rồi. Rồi xuống cây luôn ha. Tới cây 15. Thì lô này là từ 4 5 màu không nha bà con ha. Rồi cây 15 cao 75, ngang 60. Gốc cây này là 13, cây này có giá là 590.000. Cây này á, là bà con về chơi là rất là dễ, tại vì do giá nó cũng hợp lý, với hay nữa nó có bộ rễ sẵn rồi, ghép màu cũng đủ màu rồi, về là chỉ cần mình nuôi cho nó lớn là mình chơi dài dài thôi nha bà con ha. Được cái là quan trọng là được cái đủ màu, được cái bộ rễ bộ đế nó đẹp, gốc đẹp. Rồi cây 15 xuống cây luôn ha, 590.000 luôn. Giá cũng mềm nha bà con nha. Cây 16 cao 90, ngang 60, gốc cái này 14, cái này cũng đồng giá luôn nha, 590.000 luôn ha bà con ha. Cái này là đang búp bông rất là nhiều nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Cây số 17, cây số 17 chiều cao 80, ngang 60, gốc 13, cũng 590 luôn nha bà con. Cái này là những cái nụ này là đang ra bông hết nha. Đó, cho nên là giờ này mình cũng chưa có phát hiện rõ và chưa thấy nó màu nhiều, nhưng mà bao nhiêu bà con là từ 4 màu tới 5 màu ha bà con ha. Được cái là gốc Mỹ rất là đẹp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây tiếp theo là cây số 18, cao của nó là 80 luôn. À, ngang của nó là 65, gốc cây này là 13. Cây này bộ rễ ghê rễ rất là đẹp nha bà con. Cái này cũng đồng giá 590.000. Rồi 590.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 19, cao 75, ngang 70 nha bà con. Gốc cây này là 14. Cây này cũng có giá là 590.000. Cây này là gốc đế lớn hơn ha bà con ha. Nhưng mà lô này thì đồng giá ha. Rồi cây số 19, 590.000 luôn nha bà con. Rồi xuống cây ha. Rồi tới là trang 5 màu nha bà con. Cái trang 5 màu, trang ghép 5 màu. Nhưng mà cái này nó tới 6-7 màu luôn nha bà con. Cái này là hình như là từ 7 màu tới 8 màu. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m1 nha. Ngang 95, gốc cái này là 21. Cây này có giá là 1,3 triệu. Cây này bắt đầu em sẽ giới thiệu từng màu nha. Tại vì khi một lô nào em lấy nó cũng tương đối là nó giống nhau. Nhưng mà em sẽ cây đầu tiên em sẽ giới thiệu kỹ hơn. Tức là đây là màu cam, Mỹ cam nha. Rồi cái đây là Pháp cam ha, là 2 ha. Đây là Mỹ hồng ha, là 3. Mỹ hồng đây, nhánh này là Mỹ hồng nha. Đây đang lên nụ Mỹ hồng đây, là 3. Rồi cái này là hồng hường này là 4. Trang vàng này là 5. Đây bông trang vàng nha bà con ha. Rồi đây là trang về con cái vàng lá nhỏ nè, mày không tính đi ha. Rồi còn một cái nữa là trang trắng nữa. Đây cái trang trắng em mới thấy bên đây đâu rồi. Đây trang trắng nữa nha bà con. Đây trang trắng nó vừa rụng rồi, cái lá này là lá trang trắng nha. Cây này nói chung là từ 7-8 màu nha bà con, chứ không phải là 6 màu đâu nha. Đó. Rồi cái này á, là chiều cao của nó là 1m1, ngang 95, góc 21 nha. Cây này giá 1,3 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Bắt đầu cây này là đang lên bông nha bà con. Mỹ cam, hồng hường, trang vàng, Mỹ hồng, trang trắng, Pháp Đà Loan. Cam này là ca Pháp cam chứ. Và đỏ nhung.
Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 21 cao 95, ngang 80. Gốc cây này là cũng là 20, cây này có giá 1,1 triệu. Cây này là do nó hơi nhỏ hơn xíu cho nên là giá nó 21. Nhưng mà cây này rất là đẹp nha bà con, đang lên bông rất là nhiều ha. Đó, cũng mặt bông nó cũng giống giống nhau nha bà con ha, cũng là Mỹ cam. Đây cam này là cam Đài Loan nè nha bà con. Màu cam Đài Loan rất là đẹp ha, Mỹ hồng ha, cam vàng ha. Đó, đây là hồng hường nữa ha. Và Mỹ hồng luôn nha. Rồi cây này là cũng là từ 5 màu ăn lên nha bà con. Cây này có giá là 1,1 triệu. Cây này quan trọng là có một củ đế rất đẹp. Cây này gì mà sửa bonsai cũng rất đẹp nha bà con. Cây này giá là 1,1 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là sam mini nha bà con. Sam gạo mini ha, cây 22. Cây 22 chiều cao của nó là 30, ngang là 60. Gốc cây này là 18, cây này có giá là 350.000. 350.000 là bao gồm phí ship luôn ha. À, đúng rồi, cái sam này đặc biệt ship là gỗ lá, nhưng mà không sao, gụm lá thì thậm chí ở nhà mình vẫn để cho nó gụm lá, xong mình bỏ nước gụm lá, xong mình tưới lại là nó ra bông rất là nhiều nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Đó, mỗi clip em quay là từ 2 tới 4 cây thôi nha bà con ha. Cây này cây 23, chiều cao của nó là 45, ngang là 55, gốc này là 14, cây này có giá là 350.000 luôn. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi tới cặp là trang tàu nha bà con. Vàng tàu ha. Cái vàng tàu 24, cái này cao 75, ngang 75 luôn ha. À, gốc cái này là 8, cái này có giá là 500.000. Cái này là tàu vàng siêu bông nha bà con. Tàu vàng siêu bông. Đây, nhưng đặc biệt đây này nha bà con ha. Chung là mỗi clip rồi thì em cũng quay mỗi clip là cặp, dù là cam cũng có, vàng cũng có. Nhưng mà màu vàng này nè, nó là có cây nó đột biến ra sao mấy bông đỏ đỏ này cũng nhìn ngộ nha bà con. Nhưng đặc biệt cái là nó siêu bông, mình không cần xử lý, mình chơi ở nhà là mình cứ để tự do. Đó, là lên bông liên tục luôn nha bà con. Đây, như thế này nó có cây hai cái bông đỏ. Đó. Màu bông nó rất là nhiều nha bà con. Nụ nó rất là nhiều. Khi mà gụm cái đợt bông này thì lên khác tạo siêu bông nha bà con. Cây này tương đối thần chậu rồi ha. Cây số 24, cây giá 500.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 25 ha. Cây số 25 cũng đồng giá là 500.000. Cây này chiều cao của nó là 75, ngang 70, gốc này là 8. 500.000 bao gồm phí ship luôn nha bà con ha. Cây vàng tàu siêu bông nha. Đây, bắt đầu nó đã đâm tược rồi nha bà con ha. Tương đối là thần chậu ha, cây rất là khỏe rồi nha. Rồi cây số 25, giá 500.000 bao gồm phí ship ha, vàng tàu. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi lai thái nha bà con. Lai thái nó còn có hai cái tên. Nhưng mà thông thường thì thấy rất là thơm nha bà con. Khi mà nó nở nó gì là màu trắng, khi mà nó nở ra chút xíu nó thành màu vàng giống như vậy nha bà con. Lai thái rất là thơm nha bà con. À, bông rất là thơm ha. Rồi cây số 26 lai thái, cây này chiều cao của nó là 1m15, ngang 65, gốc cây này 7, cây này có giá là 600.000 bao gồm phí ship luôn ha. À. Đây cái mặt bông này là khi bắt đầu mới nở nha bà con ha. Cái này nó búp lên nó vậy, nở ha. Còn khi mà nó nở nó chuyển qua màu vàng, tại cây lát nữa quay cái kia mình sẽ thấy rõ. Đó, nó sẽ ra cái màu vàng nha bà con. Đây, nó nở ra màu vàng gì hết ha. Và đặc biệt có cái là nó rất là thơm nha bà con, lai thái ha. Rồi cái 26 giá 600.000 bao gồm phí ship luôn ha. Đây cây số 27, cây này rất là sung cây nha bà con. Về ở trước mình trồng cây gì này nó rất là thơm ha. Dễ bông lắm nha. Cái 27 cao 1m1 ngang 70, gốc cái này cũng 7 luôn. Cái này cũng đồng giá 600.000. Đây cái mặt bông này nha bà con ha. Đó, mặt bông. Bông rất là đẹp, màu trắng, khi mà nó nở lên nó đều lên lại ra màu vàng. Mà đặc biệt bông rất là thơm nha. Rồi cái này cũng đồng giá nha bà con ha, em có một cặp lại thái ha, 600.000.
Rồi trang vàng một cốt các bà con ha. Rồi cây này rất là xum xuê nha bà con, cây này có thoát thân nha. Cây này cây 28, cây trang vàng. Nói chung là cây cảnh rồi nó giá trị của nó tùy theo từng loại cây, tùy theo từng thời điểm nha bà con. Dụ cây mình mới bứng thì giá nó khác. Còn cây đã lên thuần chậu rồi, sống khỏe tốt vậy rồi thì giá nó sẽ khác. Cây bứng mới bứng bầu nha bà con nha. Cái này là chiều cao của nó 1m1, ngang 1m, gốc cây này 13 nha bà con ha. Cây này em vô lưu giá là 700 ngàn, bao gồm phí ship, tàn tròn rất là đẹp nha bà con, đang gỗ bông ha. Hàng đã thuần chậu hết ha. Rễ nó lên đầy hết trên này luôn nha bà con ha. Đầy trên mặt luôn nha. Rồi, cây trang vàng số 28 700 ngàn, xuống cây luôn ha. Rồi tới cây 29 nè, là cũng là cây trang vàng luôn nha bà con. Cặp này nó có chênh lệch chiều cao chút xíu, nó không có đều giống nhau được ha. Nhưng mà cây này rất là đẹp nha bà con. Cây này thì cao hơn xíu. Rồi cây này là chiều cao của cái trang vàng là 1m1, ngang là 1m nha, gốc cây này là 12. Cái này cũng đồng giá là 700 ngàn. 700 ngàn là bao gồm phí ship luôn ha. Một cốt này có thoát thân nha bà con. Thoát thân là không đèn găng tay, nhưng mà cây rất là đẹp cây ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Nói chung là cây này hồi lớp rồi em cũng có quay rồi. Lớp rồi là hai cây, em bán một cây còn cây nha bà con ha. Cũng tiếp tục đợt này là cũng giao lưu cùng bà con luôn ha. Giá đồng giá giống như clip được rồi. Cây số 30, chiều cao của nó là 70, ngang 95, gốc này là 27. Cây này có giá là 1,9 triệu nha bà con ha. À, mặc dù là tàn nó hơi ít, nhưng mà cây có cái dáng rất là đẹp nha bà con. Nó cũng có mâm tàn đều ha. Bộ ghế rất là đẹp. Nguyệt quế rất là thơm nha bà con. Rồi đằng này em vô luôn là 4 cây nguyệt quế ha. 4 cây nguyệt quế này là 4 cây clip luôn nha bà con ha. Cây này là cây số 30. Đây, bộ rễ rất là đẹp ha, hình dáng cũng đẹp, nhưng có cái nó lũa này không sao, cái này nó khô luôn nha bà con ha. À. À, cái này không ảnh hưởng gì hết nha bà con. Tới đây thôi, tại đây rễ nó vẫn còn sống bình thường. Mâm tàn đầy đủ nha bà con ha. Cây rất là sung cây ha. Rồi, 1,9 triệu là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi, xuống cây ha. Rồi, này rút chậu ha. Cây này nó rất là nặng nha bà con, rất là lớn ha. Rồi cây 31 cũng là cây nguyệt quế, bông rất là thơm nha bà con. Nguyệt quế cây này rất là sung ha. Cây số 31, cây này chiều cao 1m1, ngang 1m1 luôn ha. Gốc của nó là 50. Cây này em giao lưu giá là 2,6 triệu, là bao gồm phí ship luôn ha. Cây nguyệt quế 31 nha bà con. Đó, là giá 2,6 triệu, bao gồm phải xếp. Cái này nó có 3 mâm tàn ha bà con ha. Đây mâm bên đây mâm, trên này mâm ha bà con ha. À, rất là thuần hết bà con, rất là đầy tàn, đặc biệt cái gốc cũng rất là đẹp ha. Rồi, cây 31 ha, giá 2,6 triệu. Chích chưa trồng chưa? Rồi, cây 32 ha, 22 vẫn là cây nguyệt quế, bông rất là thơm nha bà con. À, mỗi buổi sáng mình ra là thấy nó rất là thơm, để trước cửa là thơm nha con. Đặc biệt là cái trời mát, mát nào bông nó rất là dễ thơm như nãy ha. Rồi cây 32, cái này chiều cao là 1m3, ngang 85, gốc cái này là 40. Cái này em vô lưu với giá là 2,2 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Hai triệu hai bao gồm phí ship luôn nha bà con. Cây 32, cây nguyệt quế. Cây này thì gốc đế thì không bằng mấy cây kia, nhưng mà có cái là nó mâm tàn nó nhiều hơn.
Rồi mình xuống cây luôn ha. Đây là bồi. Rồi cây 33 ha. Cũng là cây nguyệt quế, cũng là cây cuối clip của em luôn ha. Clip này em bao gồm là 4 cây nguyệt quế nha bà con ha. Rồi cây này là cây cuối clip, cây 33, cây này chiều cao 80, ngang 1 m, gốc này là 50. Cái này có giá là 2,1 triệu nha bà con ha. 2,1 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Cái này là mâm tàn đầy đủ nha bà con. Cái này già này lại ra bông, cái này rất là dễ ra bông nha. Nguyệt quế rất dễ ra bông, bông rất là thơm ha. Cây 33, cây 33 là giá 2,1 triệu bao gồm phí ship luôn ha bà con ha. Cũng là cây cuối clip của em luôn ha. Rồi cây 33 cũng là cây cuối clip của em ha. Dạ, em cũng nhắc lại số điện thoại của em ha, 0907 214139 nha bà con. Đó cũng là số Zalo luôn ha. Rồi em hẹn gặp lại bà con trong clip sau nha.